Chào các bác nhá. Shop Tân Ánh chào anh em nhá. Hôm nay giới thiệu anh em một cái mẫu sản phẩm mới phục vụ cho các bác nuôi ong mật nhá. Nuôi và khai thác ong mật. Cái này gọi là cái bình xịt khói nhá, bình xịt khói. Hàng này là hàng cao cấp nha các bác. Hàng chất liệu là inox, inox loại 1304 nhá. Và hàng này là hàng Đài Loan nhập khẩu, không phải là hàng gia công Việt Nam nhá các bác nhá. Hàng Đài Loan nhập khẩu. Đây các bác thực tế đây. Đây nhá, là cái bầu này là bầu thổi khí của nó này. Cái này là inox 304. Inox 304 nhá, xung quanh này là được bảo vệ bằng một cái lớp thép nhá, lớp thép rất là cứng cáp. Cái quay này, cái quay này các bác cầm, các bác treo nhá, khi mà đi vận chuyển hay là khi mình treo cất nhá. Đây. Khi dùng thì các bác cầm như này. Các bác xịt sơ sơ thôi nhá. Hơi thổi rất mạnh. Đây. Đây là cái nắp các bác mở ra này. Đây là phía trong nhá. Đây phía trong. Đây. Phía trong nó có một cái khay, một khay đế như này. Khi mới thì là nó đang cập vào đây. Bẻ sát cái chân này xuống. Thế các bác mua về dùng thì các bác phải bẻ chân này lên nhá. Các bác bẻ chân này lên. Đấy, các bác bẻ chân này lên này. Rồi. Để khi nó thả xuống phía đáy này, nó tạo thành một cái đế. Tạo thành cái đế để phần trên này là phần trên này là chấu này hoặc là mùn cưa, còn để phần dưới này nó trống, để khi các bác bóp cái bình này nó thổi hơi qua lỗ này, thổi hơi qua lỗ này nhá, nó thổi qua lỗ này là nó đẩy hơi vào trong này và để nó phụt khói ra ngoài này nhá các bác nhá. Cái bình này là gọi là cái bình xịt khói nhá, để cho các bác làm mà khai thác ong mật, khi các bác quay ong hay là cần kiểm tra về cầu, về trứng, về chúa gì đấy nhá. Đặc điểm của cái dòng của con ong ấy thì nó phải cần rất sức nghi là nhẹ nhàng nhé các bác nhé. Các bác đừng có làm mạnh quá, kể cả xịt khói cũng vậy. Đặc biệt là loài ong ấy, nó chỉ cần ngửi cái mùi khói một chút thôi là nó sẽ dạt ra ngoài luôn. Khi các bác dùng, các bác chỉ cầm phẩy phẩy nó một hai cái thôi là đảm bảo nó sẽ dạt hết ra ngoài. Còn các bác đừng nên làm mạnh tay quá nhé. Cái này thì nó là hàng cũng là tương đối chắc chắn, chất lượng. Thế nhưng mà của bàn là tại người các bác nhé. Nó là chỉ là một cái dụng cụ để làm thôi, để bàn tại người. Nó bàn đến bao nhiêu thì do các bác dùng giữ gìn, không làm rơi, bóp nhẹ nhàng. Chứ còn một số các bác mà lại không có kinh nghiệm thì rồi khi cứ bóp thành phục như này thì cũng không giải quyết vấn đề gì nhé, mà lại nhanh hỏng. Thế còn cái phần nguyên liệu trong này nhé, nguyên liệu trong này các bác này, các bác để cái đế vào, để đế vào trong như này. Các bác đổ chấu, cho giấy vào để nhóm nhé, cho giấy vào nhóm này. Xong đổ chấu hoặc mùn cưa thì các bác chỉ đổ cho nó cách cái miệng này, cách miệng này cả hai đốt ngón tay, hơn hai đốt ngón tay nhá, khoảng hai đốt ngón tay rưỡi đi. Đây. Khoảng hai đốt ngón tay rưỡi, chứ các bác đừng có cho quá nhiều nhá. Các bác lưu ý đừng cho quá nhiều, đừng cho bằng cái miệng này thì nó chặt quá là nó dễ tắt, mà cái độ khói ra nó có ít thôi, nó không có ra được nhiều khói nhá. Các bác lưu ý là để trong chấu hoặc mùn cưa có để thấp xuống dưới này, để đây một chút thôi, có khoảng một bát hay một bát thôi. Nó tính từ cái miệng này trên xuống, nó còn khoảng hai đốt ngón tay nữa, còn khoảng hơn hai đốt ngón tay nữa các bác nhá. Đấy, các bác lưu ý đừng có cho nhét đầy chặt mít vào đây nhá, chỉ một chút xíu thôi là nó tạo ra khói rồi. Các bác đẩy vào và mình tiến hành làm thôi. Xịt xịt. Đấy, đây là cái bình xịt khói nhá, phục vụ cho anh em nuôi ong, khai thác ong mật. Đây là cái bao, mà cái bao bầu thổi khí này, khi các bác không dùng hay là lúc mới thì nó sẽ gập vào như này, nó gập như này cho nó gọn này. Nó có cái khóa này các bác nhé. Đây có khóa này. Để móc không à. Đây móc cái khóa vào này. Cái này là cái hình dáng chi tiết của nó như này nhé. Của mình thì khói này các bác này. Thế khi gửi hàng cho các bác thì sẽ được đóng trong cái hộp bìa cắt tông như này. Đóng cái hộp bìa cắt tông như này gửi đến cho các bác. Và các bác mua hàng thì có quyền bóc hàng ra kiểm tra nhé, bóc hàng ra kiểm tra. Đây. Đóng hộp này gửi đến nhà cho các bác nhé. Các bác mua đặt hàng thì gọi liên hệ trực tiếp với số điện thoại của shop nhé, liên hệ với trực tiếp với số điện thoại của shop Ngọc Ánh này, nha, liên hệ trực tiếp số điện thoại nhá. Đây các bạn. Các bác cứ gọi thẳng cho shop Ngọc Ánh. Có 4 số điện thoại nhé, 3 đầu số Viettel, Vina và Mobi. Các bạn alo trực tiếp, cung cấp cho shop xin họ tên, địa chỉ,
Để shop sẽ gửi hàng sale đây tới tận tay cho các bác nhá. Hàng sale đến tận tay cho các bác. Đó. Các bác nhận hàng thì các bác có quyền bóc hàng ra kiểm tra. Đó. Ví dụ như bác bóc hộp phải ra lấy cái bình này ra kiểm tra là đúng với bình xịt khói chất liệu inox vành đai bằng thép chắc chắn như thế này, như là shop giới thiệu như này, thì là các bác nhận hàng và thanh toán tiền trực tiếp cho người giao hàng luôn nhá. Đấy là shop sẽ bao mọi cái tiền cước phí gửi nhá. Shop chỉ có thu tiền hàng thôi. Các bác mới lại shop thỏa thuận tiền hàng bao nhiêu thu bấy nhiêu nhá, không có thu thêm tiền cước. Các bác lưu ý như vậy nhá. À, bình xịt khói cho anh em nuôi ong nhá. À, các bác có nhu bác nào có nhu cầu thì vui lòng alo trực tiếp đến cho shop nhá. Rồi xin cảm ơn anh em. Chúc các bác thợ nuôi ong có sức khỏe dồi dào nhá. Mùa ong năm nay gặt nhiều thành công nhá. Thế còn các bác nào mà chưa có dao cắt nhá, chưa có dao cắt có nhu cầu thì liên hệ với shop luôn. Shop có cả dao cắt nhá. Cái dao này là cực bén các bác ạ, cực bén. Được rèn riêng, tôi riêng cho anh em thợ làm ong chuyên nghiệp. Cắt cái lắp ấy cực kỳ là bén, cực kỳ là tốt luôn. À, hai lưỡi này, cả phía trước nữa ba lưỡi, luồn các ngóc ngách cắt rất là êm. Hàng này là hàng chuyên dụng cho thợ ong chuyên nghiệp nha các bác nhá. Đây các bác cần bình xịt khói này, cần dao này, hay là cần áo bảo hộ, mũ bảo hộ thì cứ liên hệ trực tiếp với shop nhá. À, nhận hàng thanh toán kiểm tra hàng và thanh toán tiền trực tiếp luôn. Rồi đây, còn dao cắt đây này. Các bác có nhu cầu thì liên hệ với shop nhá. Rồi xin chân thành cảm ơn, hẹn gặp lại các bác trong những video sau nhá.